tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hello cuộc sống của Hoa hậu Jolie Nguyễn khi được báo Mỹ xếp vào nhóm hội con nhà giàu Việt Nam. Jolie Nguyễn không phải là cái tên xa lạ của showbiz, đặc biệt cô được công chúng chú ý với tư cách là bạn gái cũ của nam rapper đình đám Bin Z. Jolie Nguyễn tên thật là Nguyễn Phương Mai, sinh năm 1997, từng sống tại Úc từ năm 15 tuổi và thi đỗ đại học Macquarie, top 5 ngôi trường danh tiếng nhất tại Úc. Năm 2015, Jolie Nguyễn tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt tại Úc và đăng quang khi vừa tròn 18 tuổi. Cô sở hữu số đo bao vòng đáng mơ ước là 86, 58, 88, chiều cao 1m70 và gương mặt đầy quyến rũ, gợi cảm. Sau khi đăng quang Hoa hậu, Jolie Nguyễn trở về Việt Nam, liên tục xuất hiện tại các sự kiện giải trí và gây ấn tượng khá mạnh mẽ bởi phong cách ăn mặc thời thượng, sành điệu, đậm tính fashion. Thậm chí Jolie Nguyễn còn thường xuyên mặc đồ gợi cảm, khoe thân, bốc lửa, khiến công chúng không ít lần đứng hình. Đặc biệt, Jolie Nguyễn còn gây chú ý khi luôn sử dụng hàng hiệu xa xỉ. Cô sở hữu cả một bộ sưu tập hàng trăm món đồ hiệu đắt giá, lên tới vài trăm triệu một món. Trong đó, phần lớn là những món đồ do cô tự tay sắm sửa. Tự xây dựng cho mình một hình ảnh người đẹp sang chảnh, giàu có, kiêu sa, Jolie Nguyễn từng tuyên bố: "Tôi không quan trọng giá tiền như thế nào, chỉ cần món đồ đó phù hợp và có thể làm tôn lên giá trị của bản thân, tôi sẽ chi mạnh tay." Cô tham gia lĩnh vực diễn xuất với nhiều vai diễn, nhưng đáng nhớ nhất là việc hóa thân thành một cô nàng tiểu thư đỏng đảnh sang chảnh trong web drama Idol Tỷ Phú. Có lẽ vậy mà Jolie Nguyễn từng được mục tài chính của trang Business Insider, tờ báo điện tử về doanh nghiệp người nổi tiếng và các tin tức công nghệ Mỹ, xếp vào nhóm Hội con nhà giàu Việt Nam. Điều này khiến tên tuổi của cô gây khá nhiều chú ý với công chúng Việt. Tuy nhiên, Jolie Nguyễn cũng cố gắng giữ cho mình một đời tư sạch sẽ. Cô chia sẻ thị phi, scandal và điều tiếng có phần trội hơn những điều đóng góp, cống hiến tích cực. Tuy nhiên, tôi mong rằng showbiz ngày càng có nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa, có giá trị nghệ thuật hơn. Bản thân tôi vẫn giữ thói quen luôn về nhà trước 10 giờ đêm và hạn chế đi bar, club nếu không phải là trong khuôn khổ sự kiện. Sở dĩ tôi nói vậy vì tôi xem báo online thấy nhiều tin thị phi giật gân. Trong khi đó, các hoạt động Jolie tham gia thì đều có những giá trị văn hóa, nghệ thuật nhưng chưa được đề cập trong tin. Con người ngoài đời của tôi hoàn toàn khác xa, trái với hình ảnh Brit Kid mà mọi người thường nghĩ. Mọi người luôn nghĩ cái hình ảnh của tôi là mean girl, lúc nào cũng giàu có, đi học phải siêu xe, đến đón xong rồi đồ hiệu, nhưng ở ngoài tôi không như thế. Ngoài đời, Jolie Nguyễn chơi cùng một hội chân dài, gồm Hoa hậu Kỳ Duyên, diễn viên Diệp Lâm Anh. Đặc biệt, đôi bạn Jolie Nguyễn Kỳ Duyên từng được khá nhiều khán giả chú ý vì tình chị em thắm thiết. Tuy nhiên, đến năm 2018, Jolie Nguyễn và Kỳ Duyên xảy ra xích mích nên đã đường ai nấy đi. Kỳ Duyên tiết lộ cô từng coi Jolie Nguyễn như em gái, song cả hai không thể hòa hợp sau một lần hiểu lầm khi làm việc chung nên cắt đứt quan hệ. Về phía mình, Jolie Nguyễn cho biết: "Tôi cảm thấy mỗi người ai cũng có cuộc sống riêng, tính cách dần thay đổi và tôi thấy không phù hợp với nhau nữa. Chúng tôi cảm thấy không có tiếng nói chung nên quyết định không chơi với nhau. Bây giờ công việc của tôi cũng rất bận, tôi không có nhiều thời gian ở bên gia đình và chúng tôi không có thời gian gặp gỡ nhau như trước. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những câu chuyện chỉ có những người trong cuộc mới hiểu. Con gái luôn có những xích mích về vấn đề riêng tư. Với những người bạn khác trong nhóm, tôi vẫn chơi cùng họ bình thường. Chỉ có điều nếu có dịp đi chung với nhau, thì một trong hai, tôi hoặc Kỳ Duyên sẽ né ra không đi chung." Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.